Hứa Giai Mai, 17 tuổi, đã bị bỏng nặng trong một vụ tai nạn khi mới lên 5 tuổi, khiến cả gương mặt bị biến dạng. Nhưng mới đây, cô gái đã được tiến hành phẫu thuật cấy ghép da mặt tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc. Các bác sĩ cho biết họ quyết định tiến hành phẫu thuật miễn phí cho Giai Mai vì bố mẹ của em không đủ khả năng chi trả phí phẫu thuật thẩm mỹ. Với gương mặt mới, cô bé sẽ có thể tự thể hiện cảm xúc đúng cách hơn. Thậm chí cô bé còn có thể đỏ mặt khi thay đổi cảm xúc, nhưng điều đó còn phải mất một thời gian dài. Trong quá trình phẫu thuật, đội ngũ bác sĩ đã cấy mạch máu từ chân của Giai Mai vào ngực cô bé, sau đó sử dụng bóng chứa nước làm căng da để tạo đủ mô cho gương mặt mới của Giai Mai. Kết quả là cô bé Giai Mai, xuất thân từ một làng chài nhỏ, đã có thể tìm lại gương mặt mới gần như trọn vẹn.